Khó ai có thể nghĩ rằng là các sản phẩm đông y dùng để làm đẹp, ví dụ như là kem đặc trị nám hay là sữa rửa mặt, lại được sản xuất bằng nguyên liệu mua trôi nổi trên mạng trong các nhà vệ sinh chỉ diện tích vài mét vuông. Kem đặc trị nám đông y, sữa rửa mặt đông y, collagen và thảo dược đông y, hay thậm chí là thuốc đặc trị xương khớp đông y. Dù để bôi, uống hay đắp mặt, tất cả đều được pha trộn bằng những nguyên liệu không rõ nguồn gốc và sản xuất trong những căn phòng đông y chưa đầy 15 mét vuông như thế này. Chủ cơ sở khai nhận nguyên liệu được mua lại bằng cách đặt hàng qua điện thoại và vận chuyển về theo các chuyến xe ôm. Sau đó thuê nhân công dùng xi lanh y tế sang chiết từ các túi nguyên liệu vào các chai lọ, dán các bao bì tự in dưới tên các thương hiệu như là Đông Y gia truyền Nguyệt Tâm Đường, Đông Y gia truyền Ngọc Sơn Đường để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Và đây là cách mà các mặt hàng mỹ phẩm này được tiêu thụ trên thị trường. Ở đây thì trong quá trình kiểm tra thì đến giờ phút này thì phát hiện cơ sở này có 7 cái sản phẩm. Phương thức tiêu thụ của cái cơ sở này thì bán trên mạng online, trên mạng. Và khi mà có đơn đặt hàng từ trên mạng thì cái cơ sở này sẽ tiến hành chuyển phát nhanh qua cái công ty cổ phần bưu điện, bưu chính và đến các đối tượng người sử dụng đi tất cả các 60 tỉnh thành trên cả nước. Vài thao tác trên mạng tìm sản phẩm, xem các quảng cáo, người tiêu dùng sau đó chỉ cần bỏ ra từ 2 đến 300 nghìn là đã có thể sở hữu được các sản phẩm làm đẹp mang tên các thương hiệu đông y này. Thế nhưng thay vì sản xuất tại các nhà thuốc đông y, thì các sản phẩm này lại được làm tại tầng 5 nhà số 45 ngõ 9 Hoàng Cầu, Hà Nội, cũng là trụ sở của công ty chuyển phát nhanh bưu điện. Không đăng ký kinh doanh, không công bố chất lượng sản phẩm, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tất cả không có gì ngoài hợp đồng thuê nhà. Và cũng không chỉ được đóng gói ngay dưới đất, các sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu đông y này còn được pha trộn ngay trong nhà vệ sinh từ các thùng chứa như thế này. Cơ quan chức năng cũng cho biết là sau khi kiểm tra và thu giữ hơn 3.000 sản phẩm thì toàn bộ số hàng này sẽ bị tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng có một điều đáng nói là trước khi bị phát hiện và thu giữ thì mỗi ngày đã có hàng trăm sản phẩm được bán cho người tiêu dùng khắp các địa phương trên cả nước nhờ vài thao tác rất đơn giản là kích chuột và mua bán qua mạng. Chi tới 43 triệu đồng cho một gói mỹ phẩm, có bao giờ bạn nghĩ sẽ bỏ ra chừng ấy tiền hay chưa? Vậy mà có những người lao động tiền lương tháng chỉ từ 3 cho đến 4 triệu đồng đã được thuyết phục để mua gói mỹ phẩm này dưới hình thức trả góp, ký hợp đồng vay tiêu dùng với một công ty tài chính. Kết quả là nhiều người liên tục bị đòi nợ. Sự việc cũng đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cảnh báo. Phản ánh của nhóm phóng viên Thời sự. Trao đổi với phóng viên, chị Nhung cho biết, sau khi nhận được cuộc gọi mời tới trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại 89 Nguyễn Đình Thi, Hà Nội, chị đã bị dụ mua gói mỹ phẩm trả góp nhãn hiệu Deaura với trị giá là 43 triệu đồng. Chị cho biết, lúc đó, nhân viên chăm sóc nói liên tục không ngừng nghỉ, khiến chị không kịp suy nghĩ và ký vào một tập giấy tờ theo chỉ dẫn của nhân viên. Về nhà mới biết, đó là hợp đồng vay tiền giữa chị và công ty FE Credit thuộc ngân hàng Vivibank. Tuy nhiên thì nhiều thông tin trên hợp đồng không hề đúng sự thật. Chị có phải là nhân viên của ngân hàng BIDV không ạ? Không ạ, em chỉ là nhân viên thời vụ bên tạp vụ thôi. Thế chị có tốt nghiệp đại học không? Em không ạ. Thế tại sao ở trong cái hợp đồng vay tín dụng lại ghi là chị tốt nghiệp đại học? Em không được kiểm tra và em cũng không biết ạ. Họ tự ghi nên em cũng không biết ạ. Cũng trong tình trạng tương tự, chị Hạnh chuyên thu mua đồng nát trong hợp đồng vay được khai là chủ cửa hàng kinh doanh giấy vụn. Địa chỉ nhà trọ thuê thành địa chỉ của công ty. Do thu nhập không ổn định, không có tiền thanh toán. Từ đó, chị liên tục nhận được điện thoại đòi tiền từ phía công ty cho vay. Đừng để ngân hàng, tôi nhắc nhở nhiều lần, xấu hổ lắm. Được chị kêu đến khách hàng là mặt dày cho chị luôn á. Họ dọa em là chị mà không giả, tôi báo hết công an thành phố Hà Nội rồi, chị không trốn ở đâu được đâu. Mấy này cả là tôi sẽ cho chị đi tù. Cái lúc ấy là không dám ra đường. Ra đường thì chỉ sợ là bất chợt người ta bắt mình lúc nào mình không biết. Chị Hạnh cũng cho biết trong quá trình làm mặt, nhân viên có xin số của 10 người thân của chị với lý do là để mời miễn phí các liệu trình tiếp theo. Nhưng không ngờ là khi chưa có tiền trả, nhiều người thân của chị mặc dù không liên quan tới khoản vay cũng bị gọi điện nhắn tin đe dọa. Cứ thấy ngân hàng gọi về đòi tiền tôi thì tôi bảo là tôi có liên quan gì đâu, nhưng mà cứ bảo là chị mà không bảo chị Hạnh giả tiền thì chị sẽ dính phạt là 5 triệu đồng. Cứ dọa tôi cũng lo, lúc đầu thì tôi cũng hãi lắm. Làm nghề bán xôi, tạp vụ, thậm chí ở nhà nội trợ, khó có khả năng thu xếp được tiền trả đúng hạn. nhiều người cũng nhận được điện thoại nhắn tin từ công ty cho vay này với nội dung là không trả tiền sẽ bị cơ quan công an bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc nếu không thì cũng bị bêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dùng người thân, dùng bạn bè, dùng những người khác thì những người vay đấy đương nhiên là họ sẽ bị cái sức ép rất nặng nề, họ không thể nào không trả nợ, họ sẽ phải tìm mọi cách để trả nợ, nếu không thì sẽ bị mất hết uy tín, sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Trước tình trạng này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước về những bất thường trong hoạt động cho vay cũng như hành vi thu hồi nợ có dấu hiệu quấy rối đe dọa người tiêu dùng. Bởi vậy, khi quyết định ký vào hợp đồng vay tiền mua mỹ phẩm trả góp như trong trường hợp này, người mua cần hết sức cẩn trọng. Phản ánh với phóng viên, nhiều khách hàng cho rằng dù nhân viên bán hàng cam kết là có thể trả lại sản phẩm trong vòng 1 tuần, thế nhưng việc trả lại sản phẩm và hủy hợp đồng vay trả góp lại không hề dễ dàng, do sản phẩm có thể đã được mở hoặc là hợp đồng đã có hiệu lực. Trong trường hợp việc giải quyết chậm trễ hoặc là cố tình gây khó khăn, khách hàng có thể gửi đơn yêu cầu hỗ trợ lên Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng để được can thiệp giúp đỡ. Thêm một thông tin nữa, theo quảng cáo trên trang web của Deaura, thì sản phẩm Deaura đã nhận được chứng nhận top 10 thương hiệu tín nhiệm do Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội tổ chức. Hội này cũng đã là đơn vị cấp chứng nhận cho sản phẩm chữa ung thư từ than tre của Vinaca. Trang web cũng nêu rõ Deaura là một thương hiệu chăm sóc sắc đẹp toàn cầu, có 30.000 người đang làm việc tại hơn 300 chi nhánh tại 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, tra cứu trên mạng không đem lại những dấu hiệu tích cực về mức độ phổ biến của tập đoàn này. Trên sản phẩm có ghi trang web deaura.com được cho là nơi cung cấp thông tin về sản phẩm, nhưng trang web cũng không thể truy cập được. Vào tháng 5 năm ngoái, thì Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đã từng phạt 4 cơ sở kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Deaura hơn 380 triệu đồng, buộc tiêu hủy số hàng hóa trị giá 170 triệu đồng do một số vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Deaura, mặc dù đang sở hữu danh hiệu là thương hiệu uy tín, tín nhiệm, sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao do Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu trao tặng, nhưng hiện nay đã đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Vanessa. Bán được nhiều hàng hẳn là một nghệ thuật, nhưng sự bền vững của một sản phẩm hàng hóa còn bao gồm các yếu tố hậu bán hàng. Uy tín cũng như thương hiệu còn phụ thuộc vào các giá trị mà chúng ta thường hay nói đến, đó là trách nhiệm và lương tâm, hoặc cũng có thể gọi đó là đạo đức doanh nghiệp.